xin kính chào toàn thể các bà con nông dân. Đấy thì hôm nay thì bên em hiện tại ở tại trung tâm cây giống của huyện Tân Yên. Đấy thì là hợp tác xã Sâm Nam Núi Rành tại xã Liên Trung. Hôm nay thì gửi tới bà con một cái mẫu Sâm Nam Núi Rành. Đấy, cái Sâm Nam Núi Rành thì nó có rất nhiều dòng, một dòng lá to, dòng lá nhỏ và nó rất nhiều chủng loại. Thì hôm nay sẽ chia sẻ cho bà con là cái dòng Sâm Nam Núi Rành hiệu quả nhất và chất lượng nhất để gửi tới bà con, đó là Sâm Nam Núi Rành lá nhỏ các bác bà con nhé. Đây thì hiện tại đây là cái hoa này. Đấy, cách nhận diện nó là cái hoa này, hoa nó nhỏ này. Đấy, uống như này, nụ đây. Đấy thì những cái cây giống này thì lại cây này, cây bố mẹ này thì nó được 2 năm. Còn những cái cây giống như ở bên em đang làm đây là 1 năm nhé. Đấy thì đây là cái bầu sâm giống này. Đấy, bầu sâm giống này thì hiện tại là cũng chớm được gọi là thu hoạch rồi. Đấy thì bên em sẽ cắt khỏi thân bố mẹ. Đấy, cắt khỏi thân bố mẹ để cây nó phát triển ổn định. Đấy xong mới gửi tới bà con nhé. Nếu bà con lấy lẻ, còn bà con lấy nhiều thì đến tại ruộng. Đấy, theo cái thông tin địa chỉ ở số điện thoại trong video. Đấy, bên em sẽ gửi tới bà con. Đấy, những cái sâm chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Thì hiện tại bây giờ cây giống sâm này thì bắt đầu là đã được thu hoạch và đang trồng rộ. Thì những tỉnh như Tuyên Quang rồi là Bắc Cạn, như đặc biệt là tỉnh Bắc Giang là đang mở rộng nhất quy mô trồng sâm này. Đấy, thì những cái thông tin chi tiết về cái cây sâm này thì bà con có thể gọi theo cái số điện thoại trong video thì bên em sẽ có những chi tiết hơn, vì video thì cũng giới hạn về cái độ dài của video. Đấy, bên em chỉ giới thiệu về những cái sâm giống này và tất cả bà con đang làm đây. Đấy thì camera theo bà con đây nhé. Đây là những cái bầu sâm giống nhé. Đấy, những bầu sâm giống này thì đã được các bác làm rất cẩn thận này. Đấy, gập lên gập xuống cho những cái đốt này, những cái đốt của cái sâm này nhé, thì nó sẽ ra rễ ở đây. Đấy, và nó sẽ ra mầm ở đoạn trên này. Những cái cây sâm này sẽ được làm 4 tháng thì xong bắt đầu cắt khỏi thân bố mẹ, để trong vòng 1 tháng mới gửi về bà con nhé. Còn bà con nào mà lấy nhiều số lượng lớn thì đến tại trại thì có khả năng đặt trước. Đấy, khi đặt trước thời gian lấy, hoặc là bên em nếu mà tin tưởng thì bên em sẽ gửi đến, có xe hỗ trợ đến tận nhà cho bà con những cái chất lượng nhất và sẽ bảo hành cho bà con cây đảm bảo sống. Và video ngắn thì cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả bà con đã theo dõi nha.